Vào ngày 9 tháng 5, các nhà báo ở tại Mexico đã xuống đường biểu tình để phản đối lại tình trạng bạo lực gia tăng sau khi có thêm hai nhà báo nữa bị sát hại miền Tây của Veracruz. Đây là vụ sát hại nhà báo thứ 10 trong năm nay tại quốc gia mà bạo lực với báo chí đang ở mức rất đáng báo động này. Trong thông báo trên Twitter, văn phòng thống đốc bang Veracruz đã xác nhận hai nhà báo Yesenia Moniledo và Cela Garcia đã bị một tay súng chưa xác định danh tính bắn chết khi cả hai đang ngồi trong xe hơi. Mexico là một quốc gia nguy hiểm với những người làm báo chí như chúng tôi. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra về cái chết của các đồng nghiệp của chúng tôi để các sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Hơn 150 nhà báo đã bị sát hại ở Mexico từ năm 2000 đến năm 2021, khiến đất nước này trở thành một trong những nơi chết chóc nhất đối với các nhà báo. Khoảng 500 nhà báo ở Mexico đã đăng ký tham gia một cơ chế bảo vệ với các biện pháp từ hệ thống giám sát tại nhà đến vệ sĩ. Tuy nhiên, giới truyền thông rất nghi ngờ về tính hiệu quả của chương trình này.